Công ty Bình Minh xin kính chào bà con. Trong thời gian vừa qua, công ty liên tục nhận được những yêu cầu của khách hàng muốn làm được cám nổi cho thủy hải sản, muốn làm được cám chín cho lợn, làm cám nhỏ 1 đến 2 ly cho lươn, ếch, gà úm, chim. Hiểu được những nhu cầu đó, công ty Bình Minh đã cho ra đời dòng sản phẩm máy đuồn viên thức ăn chăn nuôi nhằm đáp ứng được tất cả những yêu cầu trên. Máy lắp động cơ 100% lõi đồng, 15kW 3 pha cho năng suất từ 60 đến 100 cân trên 1 giờ. Máy đáp ứng nhu cầu đa dạng cho các cơ sở kinh doanh đến các trang trại. Máy có thể tạo ra các viên cám tròn đều và có thể nổi được ở trên mặt nước. Qua các thử nghiệm, cám sau khi ngâm qua 4 giờ đồng hồ sẽ không bị chìm, tan trong môi trường nước. Khi mua máy, bà con sẽ được tặng 5 mặt sàng đi kèm với kích thước khác nhau, nhỏ nhất là 1 ly và có thể làm cám cho gà, vịt úm, chim cút, lươn, ếch. Bà con có thể thay đổi mặt sàng tùy theo từng loại vật nuôi. Tại sao quý khách hàng nên mua máy tại công ty Bình Minh? Máy được sản xuất 100% trên dây chuyền hiện đại, chúng tôi làm chủ hoàn toàn công nghệ nên quý khách có thể hoàn toàn yên tâm với chất lượng, giá thành phù hợp nhất. Tất cả linh phụ kiện của máy luôn có sẵn, máy được bảo hành 6 tháng, kỹ thuật hỗ trợ trọn đời máy. Nếu quý khách thấy hay và hữu ích, hãy đăng ký kênh và nhận thông báo bằng cách nhấn quả chuông ở phía bên dưới. Cảm ơn bà con đã theo dõi, chúc quý bà con chăn nuôi thành công.